Các bạn thân mến, hiện bây giờ một số qua một số khách hàng gọi điện từ cái số điện thoại của mình thì cũng có cái lượng khách hàng ở khu vực miền Nam, ví dụ như là ở Bến Xe, huyện Đắc Co, Gia Lai. Anh này số điện thoại là 0975 860 601. Thì mình với anh cũng thỏa thuận là một cặp chim bố mẹ được chuyển vào và anh ấy chịu tiền cước ở bên trong. Thì anh ấy chuyển khoản cho bên mình trước. Đó là thỏa thuận là như vậy. Thì cái lưu ý với các bạn là bên mình là có trước khi chuyển chim đi, mình cũng đã cho chim ăn và uống thuốc đặc biệt để cho chim không không bị đói lại. Chim vào đến Sài Gòn, vào đến Cà Mau, vào đến Gia Lai, vào đến Bình Phước, rồi các quận huyện trong miền Nam một cách khỏe mạnh và an toàn. Và mình cố gắng duy trì được cái lượng khách hàng vào trong đấy. Mặc dù là anh em ở ngoài Hà Nội ngoài này thì cũng rất muốn giao lưu với các anh em ở trong đấy. Thật ra các anh em ở trong đấy hết sức yên tâm. Anh em dân Bắc ở ngoài này là sẽ chuyển đúng cái chim mã ngỗng Phấn Hồng, chim gáy Bắc Bộ vào cho các anh em. Thì đây là khách hàng thứ nhất. Khách hàng thứ hai là anh Thưởng. Anh Thưởng này là một dân chơi. Anh ấy đã lấy của mình cặp chim này là cặp chim thứ ba. Và vợ chồng nhà mình cũng hứa là đã nhường lại cho anh xin thưởng một trong ba cặp chim chúa chuồng của mình với trị giá là 5 triệu đồng một cặp chim. Cặp chim này thì nguyên bản là mình nuôi bộ từ nhỏ và thả ra không 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 đi mất, nó rất là thuần và rất là đẹp. Thì anh Thưởng có số điện thoại là 0977 336 565. Anh Thưởng đi khoảng mấy chục cây số để ra ga Sài Gòn để nhận cái cặp chim quý giá này. Thì mình đã đánh dấu cho anh Thưởng là hai con chim đấy được đeo vòng kiềng ở chân. Đó, đấy là khách hàng thứ hai. Khách hàng thứ ba. Khách hàng thứ ba ở đây là mình gửi cho anh Nguyễn Văn Phú. Anh làm ở bên kiểm lâm bảo vệ rừng Đức Bình ở khu cây xoài, xã Đức Bình, Tây Linh, Bình Thuận. Số điện thoại là 0972 629 879. Anh Phú này có đặt của bên mình là hai cặp chim, tức là bốn con chim, cặp chim bánh tẻ đã chuẩn bị trưởng thành. Thì trên đây là cái hình thức mà mình sẽ làm việc với các bạn. Số điện thoại của mình là 0163 530592. Và cái tài khoản để giao dịch là ngân hàng nông nghiệp Agribank là 2210 202 205 156 681. Chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Địa chỉ của mình ở Ba Vì, Hà Nội. Gần núi Ba Vì, gần khu du lịch Khoáng Xanh Suối Tiên. Cái hình thức mình làm việc từ xa là như sau. Thì mình sẽ cho chim ăn uống đầy đủ và đóng vào những cái hộp như thế này, cho nước uống, cho thức ăn và cho uống thuốc. Chim các bạn mình đã gửi rất nhiều vào trong Sài Gòn, đến giờ phút này là chưa có một con nào chết, chưa còn có một con nào mất cả. Nên là các bạn anh em ở trong các bác ở trong Sài Gòn hết sức yên tâm.
Và quý vị các bạn thân mến, để có được cái niềm tin từ khách hàng và gây dựng uy tín cho cái cơ sở chim ở ngoài miền Bắc này là điều rất quan trọng. Mình rất là tiên tri và rất là để ý đến vấn đề đấy. Chính vì vậy mình đăng cái video này lên, cũng để cho các anh em hiểu là cái nguyên lý của mình làm việc là như sau. Thứ nhất là mình không mong muốn các bạn nhận chim mà không hài lòng. Chính vì vậy là mình sẽ phải hỏi kỹ rất là rõ ràng, và đặc biệt là những khách hàng ở xa, bây giờ nhu cầu buôn bán qua mạng cũng rất là dễ dãi và thuận tiện. Nhưng cái mặt trái của nó cũng có một số người lợi dụng cái tính năng đó, và cũng có rất nhiều người là cảm giác là cũng không hài lòng về cái việc khi nhận hàng. Nên để các bạn tiện, trước khi các anh em ở trong miền Nam mà có đặt hàng của bên mình thì anh em có thể gọi điện vào cái số của anh Vũ. Xin giới thiệu với các bạn, anh Vũ là một trong những người mà tôi chưa từng biết mặt, cũng chưa từng gặp mặt. Thế nhưng tôi và anh Vũ đã làm ăn với nhau rất lâu. Anh Vũ là một người chuyên nhận hàng từ ga Hà Nội ra đến ga Sài Gòn, và tình cờ qua mạng tôi cũng tìm hiểu và biết đến anh Vũ, và anh Vũ cũng đã chuyển khoản trả tiền cho tôi rất nhiều lần. Những anh em mà ở trong Sài Gòn nhận chim của bên cơ sở mình thì sẽ thanh toán cho anh Vũ, hoặc là nhà xe thì anh Vũ coi như là người của bên mình. Nhưng ngược trở lại, anh Vũ là người Sài Gòn. Anh Vũ có số điện thoại như sau: 0919 321 746. Anh có trách nhiệm nhận hàng của mình, nhận hàng của một số anh em khác từ ga Hà Nội ra ga Sài Gòn. Thường thì khoảng 3 4 giờ sáng anh có thể là ra ga anh nhận, và sau đó là anh sẽ qua điện thoại, Zalo, Facebook anh có thể nhận được cái thông tin theo yêu cầu của bên mình, và anh sẽ chuyển hàng đến tận tay hoặc là đến các tuyến nhà xe đi các tỉnh trong khu vực nhà miền Nam. Và khách anh Vũ sẽ lấy tiền của nhà xe ở trong 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 đó, hoặc là họ ai đến gặp anh Vũ nhận chim thì cũng sẽ thanh toán trực tiếp cho anh Vũ. Chứ không, nếu như các bạn chuyển khoản cho bên mình thì đấy là các bạn thực sự là tin tưởng và yên tâm với bên mình, thì bên mình cũng khuyến khuyến khích những ai đó buôn bán làm ăn giao dịch một cách lịch sự, khi chuyển khoản cho bên mình thì bên mình sẽ có cái phần gia hàng và phần ưu ái dành cho những người chuyển khoản. Bởi vì nếu như không chuyển khoản thì bên mình cũng sẽ phải chi phí hơn, nhờ vào những cái hệ thống xe ôm, hệ thống nhà xe, hệ thống người nhận hàng. Chính vì vậy những cái chi phí như thế nó không phải là cái tiền chim của bên mình, nên ra mình cũng phải trả cho anh Vũ hoặc là những người khác, người ta cũng là người đổ xăng xe và thời gian điện thoại để người ta đi phục vụ nắng mưa. Chính vì vậy là các bạn nên có cái tư duy giao dịch chuyển khoản. Mình cũng đã làm hài lòng rất nhiều người qua cái việc chuyển khoản từ các tỉnh ở ngoài phía Bắc và trong miền Nam. Chính vì vậy cái video này hy vọng rằng các bạn sẽ có niềm tin hơn khi mà mua những con chim cu gáy giống, những con cu đấy ở ngoài miền Bắc. Xin gửi tới anh em ở trong miền Nam một lời chúc sức khỏe, một lời nhắn là hãy tin tưởng bên mình, các bạn sẽ có được những con chim như mong muốn. Đây là những cái thùng mà mình đóng chim gửi đi miền Nam. Có những cặp chim mình gửi để vào những cái giỏ thùng như thế này, rất là đáng yêu, rất lịch sự. Trong đó có giải rác và cho nước uống, cho máng ăn. Đấy, các bạn thấy rất là cẩn thận. Đây là cặp chim mà mình chuẩn bị mình gửi cho anh em. Rất là thuần đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là mình sờ tay vào như không này. Chúng không hề sổ một tí nào. Chúng rất là thuần. Kính thưa các anh em khác ở Hà Nội, thì cái hình thức mà bên mình làm việc thì cũng rất là dễ, đơn giản thôi.
Mình thuộc địa phận Ba Vì và cách thành phố Hà Nội khoảng 50 cây. Và giới thiệu với các bạn là một đối tác của mình trong cái việc phân phối chim đi toàn quốc, nó là bên xe ôm Hà Thành. Xe ôm Hà Thành là một công ty chuyên vận chuyển và phát hàng khắp khu các tỉnh thành, khu vực tập trung là khu vực thành phố Hà Nội. Và người quản lý là tổng đài, là số điện thoại là 0979 888 000. Mình xin nhắc lại 0979 3 con 8 3 con 0. Các bạn có thể là hỏi nói chuyện với bên Hà Thành, biết là bên mình làm ăn với bên Hà Thành rất là lâu và gần như là ngày nào cũng có đơn hàng chuyển đi khắp các tỉnh về chim, chim cu gáy giống, chim cu gáy thuần chủng. Thì những cái đơn hàng như này là mình luôn có sổ và giao dịch với bên CEO Hà Thành qua cái nhật ký của Zalo đây. Ví dụ như số điện thoại đây là 0916 494 9464 về Yên Lập, Cẩm Phả, Móng Cái, Quảng Ninh. Thanh toán là 950.000. Tiếp theo là số điện thoại của 0936693899, đi gửi xe Hải Âu về ngã ba Đông Sơn, Thủy Nguyên. Đó. Thì rất là nhiều. Đây là cái số tiếp theo là 0942468116 về ngã tư Cao Lộc, Lạng Sơn. Đó, và thu 700.000. Tiếp theo là 0981244100 là đi về bến xe Điện Biên. Đó, bạn này thì rất lịch sự, đã chuyển khoản cho bên mình trước số tiền. Đó. Đó, tiếp theo là tiếp theo là 0166255 7833, giao hàng tại bến xe Mỹ Đình vào lúc 6 giờ chiều, thu 600.000. Và tiếp theo là về Trương Mỹ, Đại Yên Trương Mỹ là 0934 670 2574, đấy là số điện thoại thứ nhất. Số điện thoại thứ hai là 0164 866 953. Đó. Tiếp theo là xe ôm Hà Thành 0168 3526876 về bến xe Hải Tân, Hải Dương. Tiếp theo là khách hàng địa chỉ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại là 0972153886. Và số điện thoại của mẹ bạn ấy hay là của người thân tiếp theo là 0167374 1998. Đây là những cái lúc mà xe ôm Hà Thành chụp cái cáp của cái nhà xe mà nhận chim để chuyển cho các bạn, sau đó là xe ôm Hà Thành sẽ gửi Zalo cho mình. Số điện thoại tiếp theo là
0168919 0663, trường tiểu học Kim Sơn, Hà Nội, Gia Lâm, Hà Nội. Thì quý vị và các bạn thân mến, sự đam mê gắn liền với tất cả trong công việc, và các bạn có thể thấy mình dùng một chiếc màn hình 32 inch, và trên cái màn hình đó lúc nào mình cũng ngắm nhìn cái con chim cu gáy mà mình nuôi từ cái thời chăn trâu cắt cỏ đến bây giờ. Con chim này vẫn còn, và đó là tất cả cuộc sống, nó là những gì xung quanh của mình. Hy vọng rằng con chim cu gáy sẽ là đi vào trong cái cuộc sống tinh thần của tất cả các bác, các anh chị em. Một lần nữa, cơ sở chim thuộc miền Bắc, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, không biết nói gì hơn, hứa với quý vị các bạn sẽ tìm ra được những con chim hay, những giống chim quý, và phân phối chia sẻ với mọi người tổ quốc. Tất nhiên, ngoài cái việc mua bán ra, chúng ta còn có những cái việc cái tinh thần của những người chơi chim. Số điện thoại của mình là 0163 530982, Zalo cũng đăng ký bằng số trên, và Facebook thì các bạn có thể search chim cu gáy hay, hoặc là máy tính Ba Vì a@gmail.com. Cái kênh YouTube của mình các bạn có thể search là Vũ Văn Thao chim cu gáy hay. Số tài khoản giao dịch của mình là 2210 205 156 681. Vũ Văn Thao, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Ba Vì. Một lần nữa, thân ái chào tạm biệt và kính chúc tất cả các quý vị các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy đăng ký kênh và tiếp tục đón nhận những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.